Ê, gần em mới nhớ em gửi lên thầy cái bài mà cũng được em đưa thầy đó, bài mà nói với gì đó với thầy đó, gửi tới thầy đó. Cái thầy này nha, thầy nhiều người cầu thầy xưa thầy nghe đó là sao qua Mỹ tự nhiên mới ra dương thôi, cũng tin mẹ dễ nó bất lợi. Thế rồi thầy để trói với mặt ta chứ mẹ sao giờ chẳng nói chuyện với thầy, thầy nhiều quá Mỹ á. Thì em biết lời thầy á, em biết lời thầy, thầy đưa ra là tại vì nhiều người bây giờ cũng làm nhưng mà nhiều người không biết đầu đuôi, tại sao có cái chuyện đó. Nó làm đó là kinh vô tự, quan niệm là sai. Nó thích Phật giáo, cái gì cũng được Phật giáo vào, nhưng mà nó bị chặt, cái nó gọi là bị chặt, không có duy tùy. Các bạn luôn vì ông biết cái lời nói không thể diễn tả được, nó có chừng mực thôi, nó mức độ thôi, cho nên là ông đánh cảnh giác rồi, nó có ta ta không phải là căng nữa nha, chỉ căng thôi. Vì ông tại sao nó làm đệ tử không bị chặt, cuối cùng lại nói một lần nữa, cái người coi như ta chưa từng nói. Trời ai đó thầy còn đều đúng, thầy vì nó thiệt học Phật tịch, nhưng mà ngộ hơn người này. Thì chỉ đọc qua tài liệu đó, nhưng mà thầy đã nghĩ phát hiện ra thầy nghĩ đó. Cho nên học trò thầy không, đâu có phải là giống như thật sự nói là tôi người ta muốn nhảy khỏi bàn tay Phật tổ. Là vì cái ngã mạng, cái ngã nước này, cái ngã mình lớn quá, cứ nhảy khỏi bàn tay của châu anh mới con. Thấy vậy là tôi quái ở vùng trong đó. Nó nằm trong đó trên, nó đi ngay rồi. Nó có 800. Bởi vì anh không thể một sức anh làm nổi bao la đủ thứ mà thầy Châu dạy được. Thầy Châu nghĩ đang có bác trung hoài, nghĩ đang mới hoài, chứ không kịp. Thầy tính làm lại đây, tính làm lại bọn tôi. Thầy vô chưa đi? Cô Chi thầy. Thầy Chi rồi. Thầy Chi rồi. Thầy Chi rồi. Còn số mời một nhà, một ngày ở đây nữa. Quá trời quá đáng. Thành nó không sáng. Đâu có, em sẽ bị chia ra. Thấy không, em nghĩ bây giờ đây. Bởi vì không cho ngồi, bởi vì không cho ngồi. Không có, không có. Em phải chia ra, bị chia ca. Không biết rồi, đúng rồi. Nhận một leo, chứ là người này. Số mời là 3, 3, 4. Hút bữa là thăm thầy. Đó, cũng là. Hút kiểu hơn. Ở đâu? Đây là phòng phục. Cái khóa đó, cũng như cô này biết này, là khóa trong lễ long ha. Thì khóa thì bắt đầu để phát triển cái dụng về dịch
công. Còn này đứng cái đầu này. Thì nó thật ra bây giờ thầy có chuyện nhiều cái quá. Mỗi học trò lượng được cái nào phải là làm cái đó. Nó đẻ ra cái đó, hiểu không? Ví dụ như Lộc làm không có chuyện làm được. Cái nỗi người ta nhìn vào những học trò sau này nó nhìn đó. Lộc làm thì cũng hay, nhưng bữa nó chữa một cái, chiêu chữa bài, chữa không được. Chữa lâu quá. Thế vì nó có một chiêu thôi mà. Mình thì như thế này, mình biết chiêu, mình quá nhiều chiêu. Thì làm nên được, nếu mình thấy là làm hơi lâu mình chỗ đi. Trời, cái cây mà hiện nay người ta tâm đắc cái cây mà dọc xương với lại cái xương cá, nó tới xương à, con cá nhà nó tới xương, trời ơi, xương cá lớn, xương cá nhỏ, nó rất quá chế luôn. Cái đuôi cá, thấy đúng rồi. Cái xương nhưng mà cái này cái xương hết hay không cáo nữa chỉ bởi vậy mà nói xương cái dọc xương gì đó đâu rồi có một cái thầy tụi con đâu có biết đâu, tụi con cũ quá mà. Trong đó cái khả năng nó cứ vượt dưới cái tu sư đồng đạo. Bây giờ ngoài thì cám bái thì Việt Nam còn này dở này. Mà không biết sửa đó là vô lễ và vô ơn. Nặng lắm. Tại sao thầy biết là thầy đi nhiều nước? Thầy muốn so sánh thầy qua. Thứ nhất thầy đi Nhật Bản là cái điều quan trọng. Ở Nhật Bản đàng hoàng cái việc tự trọng luôn chứ không phải nó giống như nó rất là ai đợi vô á, mình vô ăn quán đó á, Việt Nam không bao giờ có động tác này. Việt Nam không bao giờ có động tác này, chỉ dùng vô mình ăn á, không biết mà mình ăn vô thì mới động là cũng nói về chào cái gì như vậy đó, tận cái chỗ mà cái thoải mái đó là cũng cố chờ đợi tới mình đi xong mới vô. Nó nhớ mặt để đi mấy năm mà năm năm là gì mà nó nhớ. Nó nhớ đánh đề cao tinh thần lắm nha. Cái gì bổn như khi là làm cái gì chỗ công ty nào làm tốt mà chủ cũng lo cho nó dữ lắm, mà làm là hết việc thôi, hết giờ nha. Thì chính vậy mà đó là một trong những bí quyết mà đưa được người ta. Nó có nhiều chuyện nữa nhưng mà đại khái thì thầy muốn xây dựng thầy nhẹ ngoài đừng có gạt thầy, tại vì có nhiều đứa nó sẽ nói là nếu giả bộ tương đứng này sao được chữa thầy đó, là có đứa nó nói à, không có đứa nó nói chứ nó bảo về thôi gạt tao rồi ra khỏi luôn. Quên là em thầy nó mời con cáo rồi lên
là hai thì thiếu đâu mình tao gì đâu thiếu bây giờ thầy nói lắm bây giờ lắng nghe đây. Bây giờ có hai chuyện mới là chuyện thứ nhất là như thầy nói đó, bây giờ đúng về đạo đức dựa đúng về khả năng, thứ hai là nội bộ. Giờ tao về đồng ơi, tôi về đi. Alo. Giờ đang ở nhà thì chồng tôi về rồi, giờ chồng rồi, chồng rồi, chồng rồi về, tôi về đi rồi.